Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the 16th Asian Games. Yeah.
17 tấm huy chương bạc của đoàn thể thao Việt Nam có 3 tấm huy chương bạc của môn điền kinh với 2
hai tấm của Trương Thanh Hằng ở các nội dung 1500m và 800m nữ, và tấm huy chương bạc khác là của Vũ Thị Luân ở nội dung chạy 200m nữ. Đơn nhiên đoàn thể thao có được nhiều niềm vui nhất, niềm vui lớn nhất tại kỳ ASEAN 16 đó là đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc. Suốt từ ngày thi đấu chính thức đầu tiên cho đến ngày thi đấu chính thức cuối cùng, đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc thì luôn dẫn đầu trên bảng xếp hạng trường và tấm huy vàng ở trận chung kết môn bóng chuyền chủ nhà của nữ trong buổi chiều ngày hôm nay là tấm huy vàng thứ 199 mà đoàn thể thao Trung Quốc đã có được. Đây là lần thứ 8 liên tiếp đoàn Trung Quốc dẫn đầu trên bảng xếp huy chương ở các kỳ Á vận hội. ASEAN năm nay là lần thứ 2 Trung Quốc trở thành chủ nhà sau khi họ trở thành chủ nhà của ASEAN Bắc Kinh năm 1990. Số huy chương vàng họ giành được ở ASEAN 16 này là số huy chương vàng kỷ lục.